Chào cả nhà, hôm nay mình giới thiệu với mọi người bộ iTunes có bộ tiếng Anh Smart Start mới. Thì bộ này á, nó là bản thay thế của tiếng Anh Smart Start cũ, bản Grey, và tiếp nối của bộ tiếng Anh Smart Start 1.2. Thì trên iTunes này rất là tiện lợi, vì giờ chúng ta sẽ có âm thanh được tích hợp lên, cũng như là flashcard, cũng như là đáp án, và đáp án sẽ là xuất hiện lần lượt. À, mình review cho mọi người ha. Thì chúng ta sẽ mở âm thanh chỗ này. Mình có thể phóng to lên nè. Mở âm thanh chỗ này. The alphabet song, the alphabet song. Let's sing the... Rồi, mình thử một cái bài này đi. Unit 1. My friends. Lesson 2. A1. Listen and point. Repeat. 1. The USA. 2. The UK. 3. Italy. 4. India. 5. Japan. 6. Rồi, đáp án, cái phần mà có cái khóa là đáp án, thì khi mà mình mở, mình đánh cái tên bên phải thì nó sẽ ra đáp án lần lượt như thế này. Rồi. Đây. Rất là tiện để chúng ta dạy học ha. Thì trên đây còn có thanh công cụ như là viết. Công cụ viết. À, mình sẽ chọn cái phần cuối cùng, annotation, thì mình viết lên, thì mình có thể viết nói ra, màu sắc ở đây, chỉnh màu sắc ở đây, đánh test note ở chỗ này, và khi mình giữ lại thì mình save, thì nó sẽ giữ lại cho mình những cái bảng đó. À, còn mình muốn xóa thì mình sẽ lướt vào cái phần annotation, mình muốn xóa thì mình sẽ lướt vào biểu tượng đó mình xóa. Ví dụ như mình muốn xóa cái này thì mình lướt vào đây. Rồi mình lướt vào đây rồi mình thấy chọn bấm delete, lướt vào chọn delete ở trên bàn phím. Hoặc ở chỗ này mình có thể xóa bằng một tẩy nè. Hoặc là mình có thể chọn cái thao tác là delete, clear, làm sạch. Thì những nãy giờ mình ghi cái gì nó sẽ làm sạch hết cho mình. Rồi, tương tự như vậy thì mình có iTunes của Workbook luôn. Thì Workbook cũng được làm kỹ, cẩn thận. Đáp án và âm thanh lên từng cái. Chúng ta có thể mở để sửa bài cho học sinh. Rất là tiện đúng không? Các thầy cô thì rất là tiện cho thầy cô dạy học ha. Và đây là chế độ mở sách single slide, là chế độ một trang. Nếu mà không thích dạy hai trang mình mở một trang. Rồi. Thì bộ này anh chị nào đang cần thì liên hệ cho mình bằng Facebook hoặc là Zalo, số điện thoại ở trên đây. Khi anh chị không biết thông tin thì anh chị mở vào để trang đầu tiên sẽ có thông tin ở chỗ này, anh chị liên hệ với bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.